Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tặng quà trong bài lấy tôi bây giờ Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Thì để mà tặng được quà trong bài lấy tôi bây giờ á, Thì các bạn phải đạt cấp 5 Thì các bạn mới có thể tặng quà được Trong bài lấy tôi bây giờ nha Rồi bước đầu tiên các bạn vào cái điện thoại này Sau đó các bạn bấm vào bạn bè thì để mà tặng được quà trong bài đại tu bây giờ thì các bạn phải là bạn bè với nhau nha. Các bạn đã kết bạn với nhau rồi á. Rồi bây giờ mình sẽ tặng cho người bạn tên là Cao Nhân 76 này. Mình bấm vào. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào thư nha. Cái mục thư ở dưới này. Các bạn bấm vào cái mục thư. Rồi sau đó các bạn bấm vào quà tặng. Bấm vào cái hộp quà rồi bước tiếp theo các bạn muốn tặng cái quà nào thì các bạn chọn vào cái quà đó nha. Mình sẽ tặng cái hộp quà đây. Rồi sau đó các bạn bấm vào ok. Vui lòng nhập nội dung thì các bạn có thể nhập nội dung nha. Mình nhập là tặng quà cho bạn nè nha. rồi sau đó mình bấm vào xong bước tiếp theo mình bấm vào gửi rồi sau đó các bạn bấm vào 750 tiền nè đã gửi thư rồi vậy là mình đã tặng quà trong bài để tôi bây giờ thành công nha rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận quà của bạn bè tặng cho mình trong bài đây tôi bây giờ nha bước đầu tiên thì các bạn cũng vào cái điện thoại sau đó các bạn bấm vào hộp thư bước tiếp theo các bạn bấm vào cái thư chỗ đây đây người bạn hồi nãy đã tặng cho mình nè tặng quà cho bạn nè rồi bây giờ các bạn bấm vào gửi bước tiếp theo các bạn bấm vào nhận quà rồi vậy là mình đã nhận quà của bạn bè tặng cho mình thành công nha vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách tặng quà trong bài lấy tu gây giờ và cách nhận quà trong bài lấy tu gây giờ video của mình cũng dừng tại đây cảm ơn các bạn đã xem bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.